Xin kính chào quý cô chú chị và bạn yêu lan trên miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 7 tháng 7 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có nhiều những mặt hàng kilogram đẹp và thêm rất là nhiều những dòng hàng lan thuần đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ siêu bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70-80.000 ạ. Và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45-50.000 cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô dáng hương đuôi sắp hàng đẹp Meli ạ. Cây lô hàng này về cây rất là lớn cô chú anh chị nhé, thậm chí có cả cây mẹ con này, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Toàn bộ đều là những cây lá xếp vê đẹp tuyệt vời luôn. Em bán với giá chỉ có 120.000 trong 1 kg thôi. Và đây chính là cái hàng tuyển chọn rất là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là dáng đây sẽ là dòng điện lan Mạc Xuân hay còn gọi là Mạc Quân Tử. Với đồng dòng lan mà hoa rất là thơm, cực kỳ là dễ thuần, dễ chăm, với những cái bông hoa đẹp một cách trang nhã tuyệt vời ạ. Và cái dòng Mạc Xuân này thì hiện tại cô chú anh chị về trồng là đến Tết mình có thể được thưởng thức những bông hoa đẹp một cách thanh khiết của nó rồi cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi. Với những cần hoa vươn cao và những cái bông hoa rất là xinh đẹp. Xinh đẹp luôn cái dòng địa lan Mạc Xuân này này. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Hàng này thì cô chú anh chị về cũng có thể kích hoa nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Với những cây thân lùn đốt ngắn lùn như vậy thôi, nhưng mà khi mà sổ hoa thì với những cái cần hoa như chùm, những chùm đèn lồng rất là đẹp, chùm hoa rất là lớn luôn. Em bán với giá chỉ có 250.000 trong 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh của dòng lan Hoàng Nhạn tháng 8. Mà cô chú anh chị thấy là cái dòng lan Hoàng Nhạn tháng 4 này thì hàng cực kỳ là tươi và rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hàng này thì hiện tại vừa mới qua mùa hoa xong đấy, nên là cái tầm thời điểm ghép rất là tuyệt vời luôn ạ. Cái dòng Hoàng Nhạn tháng 4 này thì có lẽ là hoa, cái mùi hương của nó có lẽ là mùi hương cũng như sắc đẹp của nó không khác gì cái dòng Hoàng Nhạn tháng 8 cả. Chẳng qua nó chỉ khác ở cái thời điểm đó là nở khác mùa hoa thôi. Và cái dòng này thì hàng hôm nay về cực kỳ là đẹp như vậy, nhưng mà em chỉ bán có 600.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Bình thường giá của dòng Hoàng Nhạn là ít nhất là 650, và trước đây thậm chí lên đến tận 900 rồi cô chú anh chị ạ. Đấy thì hiện tại là chỉ có 600.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em đã cân thử ra, bóc xô và cân thử ra đúng 100g, em sẽ bán từ 0,1 kg ạ. Đây là đúng 0,1 kg. Thì ở đây em có được tất cả là 5 cây như thế này. Đấy. Thì về cô chú anh chị có thể là làm một cái giò rất là xinh rồi. Số cây thì nó có thể rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 5 cây. Nếu mà cây lớn thì nó sẽ ít cây hơn, và cây bé thì đó, một cái lô như thế này chỉ có 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì dáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị này, cây rất là đẹp. Cây vừa tầm ghép cô chú anh chị nhé, không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, rất là vừa tầm ghép luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và dáng hương đuôi chồn thì cô chú anh chị biết rồi, hoa rất là sai bông và rất là bền hoa. Sang bên này thì em có cái dòng lan, bên này sẽ là cái dòng lan tiểu hồ điệp. Cái dòng tiểu hồ điệp này thì hoa rất là nhiều, những cái sắc màu cực kỳ là rực rỡ. Nói là tiểu hồ điệp nhưng mà hoa không hề nhỏ cô chú anh chị nhé. Với những cần hoa có thể vươn cao từ khoảng 30 cho đến 40 cm. Và đa sắc màu rất là tuyệt vời. Về cô chú anh chị có thể ghép tạo ra những cái tác phẩm đẹp một cách xuất sắc luôn. Và cái dòng tiểu hồ điệp này em bán với giá chỉ có 140 cho 1 kg. Cây rất là đẹp, khỏe, đẹp luôn. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Với 0,3 cô chú anh chị được rất là nhiều. Và 0,3 thì 140 thì chỉ rơi vào khoảng 42.000 thôi. Đấy, thoải mái cô chú anh chị tổng ghép tạo ra những tác phẩm rất là đẹp rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có lô phi điệp vàng của chú anh chị này.
Hàng em chọn lựa và cắt tỉa cực kỳ là kỹ luôn, đa phần đều là những cái thân mà cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa và những cái thân có thể lên mầm để cho mùa mới cô chú anh chị này. Và hiện tại thì cô chú anh chị thấy rồi ạ, cây đã đứng ngọn rồi và đang bắt đầu là có mắt nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Nên là đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị sưu tầm mà ngắm một mùa hoa vàng, những cần hoa dài rực rỡ của dòng phi điệp vàng này ạ. Em bán phi điệp vàng này với giá chỉ có 110.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. 110.000 trong 1 kg thôi ạ. Hàng này thì em mua trực tiếp với dân nên là cái giá thì bán gần như là ngang giá sỉ luôn. Mà hàng em chọn lựa rất là kỹ như thế này cô chú anh chị này, cực kỳ là đẹp. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vẩy rồng. Cái dòng hoàng thảo vẩy rồng với những cái làm cái dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt. Nhiều người có thể tạo ra được những tác phẩm vẩy rồng rất là tuyệt vời, tạo dáng, ghép tạo ra những cái dáng thế rất là đẹp luôn. Hoàng thảo vẩy rồng với những chùm hoa vàng rực rỡ ạ. Em bán hoàng thảo vẩy rồng này với giá là 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 130.000 cho 1 kg. Có những dề nó vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Và sang bên này thì em có một cái combo. Một cái combo gồm có hai nhánh vanda rừng thơm ạ. Và một phần chỗ này là hoàng thảo hương vani hay là hoàng thảo tam bảo sắc gì đó. Ồ, cái chỗ này hoàng thảo tam bảo sắc cô chú anh chị ạ, đang nụ rồi này. Hương vani thì nở hoa rồi, chỗ này hoàng thảo tam bảo sắc đang nụ rồi cô chú anh chị ạ. Mỗi phần hoàng thảo tam bảo sắc này rất là đẹp. Và vài nhánh cái cây vanda rừng thơm. Đấy, về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức cái màu sắc hoa phải nói là tuyệt vời của tam bảo sắc này. Em bán với giá là 40.000 cho cái combo này cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạc ạ. Dòng hàng phi hạc này thì hoa nó cũng nhìn cực kỳ là sắc nét luôn. Đây là cái mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc này cô chú anh chị này. Hoa cực kỳ là bền, dễ thuần, dễ chăm. Có thể sổ họng đen, có thể sổ họng vàng cô chú anh chị nhé. Nhờ cái bông, khuôn bông của hoa rất là sắc nét ạ. Và em bán hoàng phi hạc này chỉ với giá có 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Và dáng hương quế tím. Em có một cái lô rất là nhiều quế tím luôn đây cô chú anh chị này. Thôi em chia làm hai lô đi để cô chú anh chị sưu tầm này. Em chia làm hai lô nhá. Và mỗi một lô quế tím như thế này em bán 30.000 ạ. Đây ạ, hai lô quế tím. Mỗi một lô như vậy 30.000. Đây, tại vì nếu mà em mà chia một lô thì nó nhiều quá, em sẽ chia hai lô này. Mỗi một lô như vậy là 30.000 này cô chú anh chị này. Đó, 30.000 cho một lô quế tím. Hoa quế tím thì cực kỳ là thơm. Và sắc tím rất là đậm luôn đây ạ. Mặt bông của hoa quế tím này cô chú anh chị này. Đó. Và sang bên này đây sẽ là hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng. Hàng về cái thân to mập nú luôn. Hàng như thế này là thân to mập rồi cô chú anh chị nhá. Cây hiện tại đang lên ki mầm này cô chú anh chị này. Nó còn có tên là thạch hồng duyên dáng bởi vì hoa của nó rất là xinh đẹp ạ. Đây là những cái tác phẩm nghệ tâm mà những cái giò nghệ tâm mà người ta đã ghép và đã thuần được ạ. Cây nhỏ bé nhưng mà khi mà sổ hoa thì hoa không hề nhỏ bé và rất là sai bông. Đây ạ. Nói chung là cô chú anh chị về ghép có thể là hơi khó một chút xíu, hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà đảm bảo là khi mà cô chú anh chị lên giò thuần rồi, cô chú anh chị thấy là mình sẽ trả công được, trả công cực kỳ là xứng đáng luôn ạ. Và hoàng thảo nghệ tâm một cái lô như thế này, về cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn nhé. Với giá em bán chỉ có 50.000. 50.000 trong cái lô hoàng thảo nghệ tâm này thôi và hàng rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng trầm tím hàng rừng. Và trầm tím hàng rừng này thì hiện tại đang lên mầm xanh như vậy. Đang có mầm xanh như vậy, tuy nhiên thì cái hàng này, hàng mầm này thì nói chung cái mùa nắng nóng nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng cái thân lá một chút xíu. Em bán thanh lý bình thường 800. Thậm chí người ta bán 900 đúng không ạ? Em bán 500.000 trong 1 kg. Hàng này em bán thanh lý của chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là dòng lan hương cát cát. Mỗi dòng lan mà có cái mặt bông cái mặt bông rất là xinh đẹp luôn. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó, cái mùi hương của nó dịu dàng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu hương cát cát như vậy thì nó sẽ rơi vào 5 cần hoa cô chú anh chị nhé. Đó. Và cái độ bền của hoa này thì nó có thể rơi vào trên 2 tháng. Hiện tại thì cây vừa mới nở hoa. Nên là khi mà cô chú anh chị sưu tầm, đặc biệt là cô chú anh chị ở ngoài miền Bắc ấy, vận chuyển khoảng tầm 1-2 ngày thôi, về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức hoa cũng như là cái mùi hương của nó cô chú anh chị này. Và hàng hôm nay thì em chỉ bán với giá có 160.000 trong một chậu thôi. Bình thường thì em bán 180 và hôm nay em sẽ bán 160 trong một chậu cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có 3 nhánh một cái lô dáng hương tam bảo sắc gồm có 4 cây. 4 cây khá là dài như thế này. Cái lô này thì về cô chú anh chị chắc cũng làm được một giò xinh rồi ạ. Em bán với giá là 40.000 cho cái lô dáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị nhé.
Và bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là bảng giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp. Dòng giả hạc Pháp này một bảng như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 9 10 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Và dòng giả hạc Pháp này thì cô chú anh chị biết rồi, thân thì không lớn nhưng mà khi mà sổ hoa thì bông hoa rất là to. Đây là những cái suối hoa của dòng giả hạc Pháp này. Hoa đậm đà và ở đây nếu mà thực sự cô chú anh chị ngắm ở bên ngoài ấy, chắc chắn là sẽ cảm thấy là rất là thích cái sắc hoa rực rỡ, rất là đỏ rực rỡ của nó ạ. Và một cái bảng giả hạc Pháp như thế này em chỉ bán có 140 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhá. 140 cho một bảng thôi. Và đảm bảo là cô chú anh chị khi mà nhận hàng, đặc biệt là khi nó sở hoa, cô chú anh chị sẽ thấy rằng là đáng lẽ ra mình sẽ phải mua thêm nhiều bảng nữa, bởi vì hoa của nó rất là sai bông và màu sắc cực kỳ là đẹp và dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đỗ úc mắt đen. Mỗi một cái giò đen đỗ úc mắt đen như vậy này, dễ thuần dễ chăm, đều là hàng ươm ki cô chú anh chị nhé. Rơi vào 8 9 10 thân trở lên, 7 6 7 8 thân trở lên. Chậu thân to đùng khỏe mạnh luôn ạ. Và dòng này thì hoa cánh tím đậm và họng mắt đen cô chú anh chị nhé. Đen đỗ úc mắt đen ạ. Em bán với giá là dòng hoa của nó như là đùi gà ấy, hoa rất là bền. Thế nhưng mà cái cánh hoa nó sẽ đậm hơn hoa của đùi gà và nó có mắt đen. Và mùa chậu như thế này thì em chỉ bán với giá có 160.000 thôi cô chú anh chị này. 160.000 cho một chậu thôi và nó sẽ chủ yếu nở Tết hoặc đầu xuân. Và bên này đây thì em có những cái chậu đen đô xuân, cô chú anh chị thấy là nhìn rất là giống với cả cái dòng đen đỗ mắt đen đúng không ạ? Nhưng mà đây là đen đô xuân nhá. Nó sẽ cái mắt đốt, để cô chú anh chị để ý kỹ thì cái này nó những cái đốt này này nó sẽ không bị thắt như cái kiểu như là cái dòng đen đỗ. Này, cái đen đỗ úc thì cái đốt của nó sẽ kiểu như là nó lồi lõm hơn, còn cái này nó sẽ trơn, nó sẽ xuôi đều hơn. Cái dòng này thì đen đô xuân ấy thì nó sẽ có sổ rất là nhiều mặt bông. Chậu thì cũng rơi vào 6 thân 7 thân hoa trở lên, em bán có 160 thôi. Và cái độ bền của đen đô xuân thì cô chú anh chị biết rồi ạ, nó cũng phải tầm trên 2 tháng đúng không ạ? Và sang bên này đây thì em có những cái chậu bên này sẽ là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này. Chậu rơi vào hai thân, nếu như chậu hai thân ấy thì nó sẽ dài trên 50 sen, cây cực kỳ là khỏe đẹp. Và có thể rơi vào ba thân nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị nhá. Nếu mà ba thân nó sẽ ngắn hơn. Và đồng giá em bán với giá chỉ có 140 và hàng này là hàng chuẩn ươm ki nhá cô chú anh chị nhá. Và là nó không phải là hàng nhà kính nên là thân rất là mập và khỏe. Khi mà cô chú anh chị sở hữu nó thì về cô chú anh chị về đến nhà cô chú anh chị đảm bảo 100% cây sẽ khỏe đẹp và cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời. Với hoa trắng nuột và cái họng hồng rất là tuyệt vời và đặc biệt là rất là sai bông cũng như là hoa thơm ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Bình thường hàng hoa Tết thì một thân cũng rơi vào trên 100.000. Và cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ, hàng trầm cổ khi mà hàng chuẩn bị đến mua hoa, cái thân của nó là sẽ là xoắn đỏ cô chú anh chị nhé. Càng trưởng thành thì cái thân của nó sẽ càng chuyển dần sang màu đỏ và thân xoắn rất là đẹp luôn. Đây là cái dòng thân thủ, thân rất là dài. Cái dòng trầm nhưng mà lại là thân thủ và thân rất là dài ạ. Và một chậu như vậy thì rơi vào 6, 7, 8, 9 thân cô chú anh chị ạ, rất là nhiều. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Đây là dòng trầm cổ và đã được giữ giống rất là lâu nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng giả Hawaii tím xưa. Hawaii tím xưa cũng rơi vào 4, 5 thân trở lên cho một chậu Hawaii tím xưa như thế này. Và Hawaii tím xưa thì cũng nở hoa vào thời điểm Tết. Em bán một chậu Hawaii tím xưa với giá là 120 tím xưa sẽ là 150 cho một chậu. Sang bên này sẽ là em có những cái chậu dendro, những cái chậu vũ nữ. Nhưng mặt bông vũ nữ này cô chú anh chị này, vũ nữ, đây là vũ nữ hoa anh đào cô chú anh chị ạ. Mặt bông rất là xinh đẹp như vậy, hoa thơm cô chú anh chị nhá, nở hoa quanh năm ạ. Hoa rất là bền nữa. Dễ thuần dễ chăm và một chậu như vậy hiện tại đang vừa nụ hoa như này em bán 140. Và bên này sẽ là dòng vũ nữ nhện xanh, hoa cũng rất là độc đáo và cực kỳ là bền hoa luôn, cũng nở hoa quanh năm. Em bán nhện xanh với giá cũng 140.000 cho một chậu. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hài. Đây là những cái chậu lan hài mau rie xanh cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì có cây đang nụ rất là xinh ạ. Và cũng có cây đang mèo nụ cô chú anh chị này, cũng có chậu là đang chưa mèo. Và chậu thì rơi vào ít nhất là hai cây. Hài mau rie xanh em bán với giá 250.000 cho một chậu nhé. Còn bên này đây sẽ là dòng lan hài Vân Nam ạ. Với một chậu hài Vân Nam như vậy em bán với giá là 120.000 cho một chậu thôi ạ. Và chậu cũng sẽ rơi vào ít nhất là hai cây, hiện tại lên cây mẹ cây con rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó. Hai cây hoặc là ba cây lên cây mẹ cây con rất là đẹp với giá chỉ có 100
20.000 trên một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng lan hài Lycocerium, một cái dòng hài mà hoa rất là thơm cô chú anh chị nhá, cực kỳ là bền hoa. Đấy, dòng lan hài Lycocerium này em bán mỗi một chậu như vậy cũng với giá là chỉ có 150 ạ. Sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, đặc biệt là những giò dáng hương đuôi cáo. Hôm nay bên em có những cây cáo xếp, những giò nguyên bản rất là xinh với giá cực kỳ là yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay để cô chú anh chị sưu tầm luôn, cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một ạ. Không chỉ có cáo mà còn rất là nhiều những cái mặt hàng khác nữa. Cô chú anh chị cùng xem em ngắm lại cái lô hoàng nhãn rất là đẹp này. Trước tiên sẽ là những hình đai châu rừng bóc trụ trước cô chú anh chị này. Cái hình đai châu rừng bóc trụ ở đây ạ, em giới thiệu đây là hình số 1 cô chú anh chị nhé. Có 5 cây đai châu rừng bóc trụ đẹp xuất sắc như thế này ạ, cực kỳ là xinh luôn. Bản lá to nhé, xanh mướt luôn, tròn lá tròn luôn ạ. Và cái lô này thì em chỉ có bán có 140.000 thôi cô chú anh chị này, là hình số 1. Và hình số 2 cũng là 5 cây cô chú anh chị ạ, 5 cây này khá là lớn này. 5 cây này khá là lớn. 5 cây này thì em xin phép cũng bán với giá có 140 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3, cũng là 5 cây, cũng với giá chỉ có 140. Đó. Nói chung là hình nào cũng như cái hình nào rất là đẹp luôn. Và bên này sẽ là một số hình quế mà em sẽ bán thanh lý xả nhá. Cái hình quế lan hương hình số 4, em bán với giá chỉ có 150.000. Có 4 cây quế lan hương, cái dòng coi là đệ nhất hương đấy ạ. Hiện tại đang nụ rồi cô chú anh chị này, nụ xanh biếc luôn này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 5 ạ. Hình số 5 này có tất cả là 15 cây quế luôn cô chú anh chị nhá. Nhỏ như có võ này cô chú anh chị này. Đây ạ, nụ này, nụ này cô chú anh chị. Đó, đây ạ, rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị này. Và cái lô này thì em sẽ bán với giá chỉ có 150.000 cho buổi tối ngày hôm nay. Em sẽ bán để cô chú anh chị về sưu tầm cây giống, về cô chú anh chị ngắm thưởng thức một mùa hoa thôi, ngửi mùi hương của nó một mùa thôi cũng cảm thấy rất là thích rồi mà. Dòng này thì mùa hoa cũng là cái mùa tầm ghép rất là đẹp đúng không ạ? Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6, 10 cây cô chú anh chị ạ. Xếp xinh và cũng đang nụ. Hình này em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình này có 12 cây và hàng của ngày hôm nay em cũng bán nốt với giá là 150.000. Đó, tùy cô chú anh chị lựa chọn luôn. Và sang bên này sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Mùa này bây giờ hiện tại cây vẫn còn đang lác đác là những cái cần hoa. Nên là cô chú anh chị biết rồi ạ, về cô chú anh chị sẽ trồng thuần một cách dễ dàng những cái cây cáo trong cái thời điểm bây giờ nhá. Khoảng tầm 7 cho đến 15 ngày là cây sẽ bắn rễ rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị ạ. Kể cả cô chú anh chị là những người mới bắt đầu tập chơi lan thôi. Những giò này, những cây này cần hoa rất là dài luôn cô chú anh chị này. Lô cáo hôm nay về rất là đẹp ạ. Và ở đây thì cái hình này gọi là hình cáo số 8. Ở bên này thì em có 4 cây lá xếp, trong đó có những cây lá xếp V rất là đẹp luôn. Bên này có 2 cây lá xếp V ở giữa này rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và 4 cây rất là to, có những cây thì cần hoa nó rất là dài. Và cái hình này em xin phép bán 180.000. Nếu mà cái hàng này mà đang mùa nụ thì chắc chắn là cái hình này không dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái hình này cây rất là đẹp nhá. Và sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo này là một cái hình số 9. Cái hình này thì em có một cái cây đầu tiên này là một mẹ hai con cô chú anh chị này. Hoa cánh mai rất là xinh ạ. Và bên này cũng là một mẹ một con nữa này cô chú anh chị này. Đó, một mẹ hai con chứ. Cái hình này cũng, cây này cũng là một mẹ hai, à một mẹ một con. Một mẹ hai con nhưng mà bị hỏng mất một cái con. Đấy, cái hàng bóc rừng rất bóc cây rất là đẹp. Và bên này sẽ là hai bố mẹ với cả hai con. Đó. Ở đây là như vậy là có tất cả là 3 cặp mẹ con cô chú anh chị ạ. Hình rất là đẹp như vậy, em cũng bán với giá chỉ có 180.000 thôi. Hình phải nói là quá là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này cũng là hình cáo mẹ con này. Bên này là cây một mẹ ba con luôn cô chú anh chị nhé. Một mẹ ba con luôn và bên này cũng là hai cây rất là lớn này. Và hình này thì em bán với giá chỉ có 170.000 ạ. 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Với hình cáo cực đẹp luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Số 11 cũng là em có 6 cây cáo rất là to và rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị mà bỏ qua lô cáo hôm nay thì em nghĩ là rất là tiếc luôn. Rất là to và đẹp luôn. Nói chung là hàng hôm nay thì em sẽ bán cực kỳ là rẻ. Hình số 11 có 6 cây với giá chỉ có 150.000, à 160.000 cho hình này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Hình số 12 này có 6 cây và em bán với giá 150.000 nhá. Và hình số 13, hình này có đến 13 cây với giá chỉ có 140.000. Và hình số 14. 14 với số cây là 16 cây với giá chỉ có 140.000. 16 cây thì nó sẽ bé hơn một chút xíu. Và hình tiếp theo sẽ là hình 15, 7 cây với giá chỉ có 100.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16, 9 cây cô chú anh chị nhá. Có những cây bản lá rất là dày cộp luôn cô chú anh chị này. Đó. 9 cây đẹp đẽ xinh xắn như vậy với giá em bán là bao nhiêu ạ? 160.000 cho hình này này. Và sang hình tiếp theo cũng là hình số 17 này. Hình số 17 này có tổng tất cả là 6 cây
trong đó có những cây cáo to và cái cần hoa rất là dài của chú anh chị ạ. Cần hoa dài khoảng tầm 50 cm luôn. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 thôi ạ. Và sang hình số 18, 9 cây. 9 cây này với giá chỉ có 150.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 19 ạ, 7 cây cô chú anh chị ạ, 7 cây thanh niên rất là đẹp. Và hình cáo 7 cây này em bán với giá chỉ có 160.000, tươi rói rói luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 20, hình này 10 cây, 10 cây cáo xếp rất là xinh. Em bán với giá chỉ có 160.000. Và hình số tiếp theo sẽ là hình số 21 ạ. Lô cáo 21 này thì em có 22 cây luôn nhé. 22 cây luôn với giá chỉ có 160.000 ạ. Cô chú anh chị thấy là hàng bên em chọn rất là kỹ luôn, không có dập lá, không có gãy ngọn cô chú anh chị nhé. Đảm bảo từng cây giống một luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Hình 21 là có 22 cây. Hình số 22 này có 16 cây, khá là lớn cô chú anh chị ạ. 12 cây này với giá là 160.000. Có 12 cây khá là lớn, 160.000 nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 23. Có hình số 23 này có 10 cây tổng cô chú anh chị này. 10 cây tổng với giá chỉ có 150.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24, 12 cây với số tiền chỉ có 100.000. Đó. Và hình tiếp theo sẽ là hai khúc nguyên bản. Mỗi một khúc có hai ngọn cáo xếp xinh. Giá chỉ có 150.000 cô chú anh chị nhé, 150.000. Đó, hai khúc nguyên bản này quá là siêu rẻ luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25A. Hình 25A này là có 3 khúc nguyên bản, mỗi khúc là một ngọn cáo với giá chỉ có 100.000. Giá chỉ có 100.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Hình này có 3 ngọn cáo trên một giò cáo nguyên bản, như vậy em bán với giá là 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Một giò cáo nguyên bản nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, nguyên bản. Rất là to. Rất là to và có 3 ngọn rất là to cô chú anh chị ạ. 3 ngọn rất là to luôn cô chú anh chị nhé. Cái giò cáo này em xin phép chỉ bán với giá có 200.000 ạ. 200.000 cho cái giò cáo nguyên bản 3 ngọn rất là to này. Xanh mướt luôn. Và sang hình bên này là một cái ngọn cáo cực kỳ là VIP đẹp. Đây cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Ngọn cáo này bao nhiêu cặp lá đây ạ? Bản lá rất là to nhé, xếp bê rất là đẹp. Mà cây không bị bỏ lá chân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá. Bên này là bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá. Một bên 8, một bên 9 cặp lá. Cô chú ý chị ạ. Một cái ngọn cáo rất là đẹp ạ. Đây ạ. Và không chỉ có một ngọn đơn mà nó sẽ có 3 cái ngọn con nữa này. Đó, một mẹ ôm 3 con và không bỏ lá chân, cực kỳ là đẹp như vậy. Em xin phép bán ngọn cáo này, hình cáo này với giá là 260.000 cô chú anh chị nhé. Ngọn cáo siêu đẹp này với giá 260.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29. 29 ở đây em bán 200.000 giò cáo thuần này. Và tiếp theo sẽ là 30, em bán 200.000. Và hình 31 với giá 180.000 và một giò phi điệp vàng đã thuần. Giá em bán là 130.000 và bên này sẽ là phi điệp tím. Cái chậu phi điệp tím này với 3 mầm, cái mặt bông rất là xinh. Em bán có 100.000 thôi cô chú anh chị này. Hoa của phi điệp tím thì rất là thơm. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng là một trong những mặt bông mà nhiều nơi trước đây rất là ưa chuộng và muốn sưu tầm. Cái giò này em bán với giá 100.000. Giò số 34. Sang bên này đây thì em có những cái giò hạc vĩ hồng thiên cung cô chú anh chị nhé. Hay còn gọi là hạc vĩ hồng đào. Mặt bông của nó sẽ hồng rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Và nó sẽ nở hoa vào đúng thời điểm Tết ạ. Rất là dễ trồng, dễ chăm, rất là sai bông ạ. Và một cái giò hạc vĩ hồng thiên cung như thế này thì cũng đủ cô chú anh chị có một giò lan rất là đẹp để thưởng thức rồi. Em có giò số 35 với giá chỉ có 140 cô chú anh chị nhé. 140 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 36 với giá là 150, cực kỳ là nhiều thân. Và hình 37 với giá là 140.000. Đó, rất là đẹp luôn. Và hình 38 38 dạ, quá tuyệt vời. Với giá chỉ có 160.000, rất là nhiều thân hoa như này. Và hình số 39 với giá là 150 nhé. Và tiếp theo sẽ là hình số 40, một cái tổ quạ siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ, cái cây tổ quạ thì cô chú anh chị biết rồi, mình có thể trồng nó để làm tiểu cảnh này. Rồi là nó có thể làm cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cô chú anh chị ở dưới miền xuôi, cái thời tiết rất là nắng nóng. Với những cái tổ quạ này nó giữ nước rất là tốt. Nên là và cái lá của nó xòe tròn rất là rộng.
nên là có thể tạo ra một cái không gian cực kỳ là mát cho cái khu vườn của cô chú anh chị. Đó. Thì cái cây tổ quạ rất là khổng lồ này em xin phép được bán với giá là 70.000. Em đã phơi khá là khô rồi. Nó to, nó nặng lắm cô chú anh chị ạ, nhưng em phơi cũng phơi để cho nó ráo bớt nước rồi. Nên là cô chú anh chị yên tâm ạ. Em bán 70.000 cô chú anh chị nhá. Con tổ quạ thứ số 41 cũng là một cái con rất là khổng lồ, đường kính khoảng tầm 40. Em bán cũng với giá là 70.000. Và bên này thì em có những cái cây HO hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhá, chuẩn mặt bông cây giống, một cái mặt bông va rất là đẹp. Em bán cái chậu HO này với giá hai mầm gốc này với giá 450.000. Và cây mẹ thì dài khoảng tầm 30 cm, hai mầm gốc hiện tại lên cũng trên 10 cm rồi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2, HO số 2 mầm gốc này khoảng 20 cm. Cây mẹ một nú luôn em bán với giá là 400.500. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3 cũng là 450 cây HO này. Và số 4 cũng là 450 nhá. Số 5 là số và Phú Thọ, em có Phú Thọ này, ngọn Phú Thọ này em bán 150.000 ạ, Phú Thọ số 2 cũng 150.000 ạ. Và bên này sẽ là một số đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ, miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg. Quả mắc mật khô, một cái gia vị rất là đặc biệt của vùng Cao Bằng mà cô chú anh chị nào đã từng ghé thăm và đã được từng thưởng thức, chắc chắn là cô chú anh chị sẽ không thể nào quên được cái gia vị rất là tuyệt vời này của vùng Cao Bằng đâu ạ. Em bán với giá một túi như vậy là 1 kg quả mắc mật khô cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 150.000 cho một túi. Bên này sẽ là cái túi hột khô với giá là 100.000 này. Bên này sẽ là hoàng tinh với giá 200 và cái rễ ngũ tần với giá là 120.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cẩu với giá là 150 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến là 190 nhá. Bên này sẽ là măng lưỡi lợn với giá 200.000 cho một túi 1 kg. Sang bên này thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Ở đây thì em có vỏ thông đủ size nhá, 1 2 3 4 và vỏ thông vụn luôn ạ. Với giá đồng giá em bán 20.000 trong kg và dớn vụn với giá thể trồng lan cũng rất là ghép lan rất là tuyệt vời với giá 40.000 trong kg và rêu rừng là 50.000 trong kg nhé. Rất là nhiều những chế phẩm ở đây, Atonic là 10.000 trong một gói, Duy Xanh là 50.000 và Duy Đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ ạ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 nhé. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và phân bón dạng túi lọc có 20 túi lọc bên trong cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ rất là tuyệt vời với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Dây buộc lan chiều dài 100 m có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng luôn ạ. Và một cái dây buộc lan, gói dây buộc lan như vậy em bán 35.000. Bên này thì em còn có thêm Super Thai, cái hormone tăng trưởng ạ. Em bán với giá là 35.000 cho một cái lọ Super Thai này ạ, 50.000 cho một lọ nhá. Bên này là Kin Kin Boom, cái dòng đặc trị thối nhũn mà trong mùa mưa này thì không thể thiếu cho bất kỳ một người chơi lan nào đâu ạ. Em bán 25.000 cho một gói. Và Chicho De Ma, phân bón vi sinh kháng nấm, em bán với giá là 15.000 trong một gói thôi. Và một cái túi như vậy là 1 kg luôn với giá là 50.000. Và một cái hộp như vậy là 1 kg với giá em bán 130.000. Và phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi nhá. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương và đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi thôi. Một cái sản phẩm mà cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tuyệt vời và hạn chế nấm bệnh tối đa nhất cho cây trồng đó, mà giá thành thì phải nói là siêu rẻ. Cái dòng phân trâu thì cô chú anh chị mà đã từng bón phân trâu so với những dòng phân khác, cô chú anh chị biết rồi, nó cực kỳ là lành tính luôn cô chú anh chị nhé, nó không làm đen đầu rễ luôn ạ. Và rất là lành tính so với cả cái phân dê, thì cái này là nó sẽ lành tính hơn rất là nhiều. Phân dê thì khi mà bón cho cây thì khi mà nhiều khi còn bị đen đầu rễ, nhưng mà riêng dòng phân trâu này là không cô chú anh chị ạ, có thể trộn giá thể, có thể bón thoải mái mà không làm đen đầu rễ cô chú anh chị nhé. Mà cung cấp ở đây thì đặc biệt phân trâu này còn có thêm cả dịch chuối và đỗ tương, làm hết sức là cầu kỳ và đảm bảo cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng một cách tuyệt đối nhất, tuyệt vời nhất cho cây để cây phát triển, mà với giá chỉ có 35.000 cho một túi 1 kg này ạ. Và cô chú anh chị tìm hiểu giá phân trâu trên thị trường thì cô chú anh chị biết rồi, người ta bán không dưới 60.000 đúng không ạ. Còn bên em thì không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nhé. Sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời mà giá 35.000 thì kể cả cô chú anh chị tìm hiểu nơi khác nó giá xỉ cũng không được cái giá này đâu ạ. Và bên này em vẫn có cái dòng sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng.
100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần tuyệt vời luôn đấy ạ. Giảm đau một cách hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đã có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.